Xúc động hình ảnh quê nhà đón thượng úy 27 tuổi đã hy sinh khi chống bão. Nhận được thông tin xe chở thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh khi chống bão tại Quảng Ninh chuẩn bị về tới nhà, dù đã là nửa đêm nhưng nhiều người thân, hàng xóm, bạn bè vẫn tập trung tại con ngõ nhỏ dẫn vào nơi tổ chức tang lễ để đón người con quê hương trở về. Đúng 0 giờ 30 ngày 9 tháng 9, chiếc xe chở thượng úy Nguyễn Đình Khiêm về đến nơi. Cùng với lực lượng quân đội, hàng chục người dân xã Yên Mỹ lặng lẽ đón thi thể của anh về nhà. Một vài tiếng gọi nhỏ đi theo đoàn người đưa thượng úy Nguyễn Đình Khiêm vào trong ngôi nhà của mình. Anh ơi, về nhà mình rồi anh ơi, về nhà thôi anh ơi, khiến những người ở đó cũng cảm thấy đau lòng khôn xiết. Chứng kiến giây phút ấy, nhiều người thân, bạn bè không kìm được sự xúc động, lấy tay lau nước mắt lăn dài trên má. Nhiều người phối hợp cùng lực lượng chức năng để cùng gia đình lo cho việc tang lễ được chu toàn. Không ai bảo ai, mỗi người làm một việc như nén tâm nhang gửi đến thượng úy Nguyễn Đình Khiêm. Theo kế hoạch, tang lễ của thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sẽ được tổ chức theo phong tục địa phương vào hôm nay, ngày 9 tháng 9.